Kimura Takuya sinh năm 1972, là mỹ nam Nhật Bản được giới truyền thông tung hô, thần tượng của cả một thời đại. Người ta nói rằng, ở Nhật Bản không ai là không biết tới cái tên Kimura Takuya. Takuya Kimura, hay còn được gọi là Mộc Thôn Thác Tài, là nam diễn viên nổi tiếng và thành công nhất Nhật Bản cách đây 21 năm. Vừa bước chân vào showbiz, Kimura đã khiến người ta phải chú ý vì ngoại hình kiệt xuất của mình. Người ta nói rằng Kimura sở hữu khuôn mặt đẹp như tạc tượng với những đường nét thanh tú như bước ra từ truyện tranh. Thậm chí người ta từng ca tụng rằng nét đẹp của Kimura dường như không tồn tại ở thế giới này. Cặp trai tài gái sắc hàng đầu Nhật Bản, nam tài tử Kimura Takuya từng khiến mạng xã hội phải rúng động khi lần đầu đăng ảnh chụp chung sau 20 năm kết hôn chúc mừng sinh nhật bà xã Kudo Shizuka. Gắn bó với nhau suốt 2 thập kỷ nhưng vẫn mặn nồng như thuở mới yêu, đây là cuộc hôn nhân khiến phụ nữ trên toàn châu Á đều ước ao. Với ngoại hình hoàn hảo được ca ngợi là khuôn mặt được thượng đế vuốt ve, cái tên Kimura Takuya được gắn liền với vô số những danh hiệu mỹ miều như chúa cứu thế của nền kinh tế Nhật Bản, tình nhân trong mộng số 1, idol đa tài toàn năng. Anh từng được bầu chọn là người đàn ông được yêu thích nhất Nhật Bản trong suốt 15 năm liên tiếp. Những bộ phim anh tham gia diễn chính cũng đều phá kỷ lục về rating và được người người nhà nhà trông ngóng. Nam tài tử từng tạo nên hiện tượng Kimutaku đem lại lợi nhuận cực khủng cho kinh tế Nhật Bản. Thậm chí nickname do fan ưu ái dành tặng Kimutaku, viết tắt của Kimura Takuya, cũng được đưa vào trong từ điển. Có thể nói Kimura là người đã dẫn dắt xu hướng thời trang trên toàn châu Á một thời, đặc biệt là Nhật Bản, Đài Loan. Kiểu tóc dài lãng tử của anh được rất nhiều sau nam đình đám như F4 là Chí Tường, Lưu Đức Hòa, Trịnh Y Kiện bắt chước. Còn về Kudo Shizuka, mỹ nhân sinh năm 1970, từng là một trong những diva hàng đầu Nhật Bản trong những năm 90. Debut từ năm 14 tuổi với vai trò thành viên nhóm nhạc CBS Sony, Shizuka được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp cuốn hút. Không chỉ dừng tại đó, cô bắt đầu từ sản xuất album, sáng tác ca từ và trở thành một ca sĩ thực lực tài nữ trong mắt công chúng. Điều đáng nói là khi showbiz Nhật Bản tràn ngập những mỹ nhân theo phong cách thanh thuần đáng yêu, Shizuka nổi lên như một hiện tượng với cá tính mạnh mẽ và phong cách rock and roll gợi cảm phá cách. Cô là ca sĩ đầu tiên của Nhật Bản có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc Oricon trong 12 năm liên tiếp và được giới truyền thông đánh giá là kỳ tích cuối cùng của giới idol xứ mặt trời mọc. Shizuka còn là hình mẫu gốc cho nhân vật Ran Mori trong bộ truyện nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan mà bao thế hệ trên toàn thế giới say mê. Năm 1998, Kimura Takuya và Kudo Shizuka quen biết nhờ sự giới thiệu của bạn bè. Lúc đó, Kimura đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vừa mới chia tay với mối tình đầu sau 9 năm gắn bó, do bạn gái anh chia tay vì không chịu được áp lực từ dư luận. Còn Shizuka đã qua thời kỳ huy hoàng, đang thử sức với sự nghiệp thiết kế trang sức. Khi ấy, Shizuka đang trong tình trạng độc thân sau khi chia tay với Yoshiki, thành viên nhóm nhạc đình đám X-Band, truyền kỳ của giới rock and roll châu Á. Không chỉ có cùng niềm đam mê với môn đất sống, cặp đôi còn có nhiều điểm chung như debut từ một nhóm nhạc và nổi tiếng hơn khi solo. Năm 1999, thông tin về tình yêu giữa Kimura và Shizuka lan truyền trên khắp các mặt báo. Khi được hỏi có phải đang hẹn hò với Kudo Shizuka hay không, anh chẳng hề ngần ngại mà thẳng thắn công khai tình yêu của họ. Nam thần Nhật Bản thổ lộ, từ trước, tôi đã rất thích những người có khí chất khuôn ngầu, điều này vẫn không thay đổi. Kudo Shizuka chính là người phụ nữ như thế. Tuyên bố kết hôn chấn động toàn showbiz. Tháng 11 năm 2000, trong một buổi biểu diễn của nhóm nhạc SMAP, Kimura gây chấn động khi tuyên bố mình muốn kết hôn. Sau buổi biểu diễn, các phóng viên lập tức vây quanh Kimura và hỏi, người ấy là Kudo Shizuka đúng không? Sau đó họ đều nhận được câu trả lời cực chất. Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa? Kimura cho biết, Shizuka đã mang thai 4 tháng và anh cũng mới biết tin này. Nam tài tử rất bất ngờ và vui vẻ, đồng thời cũng đã báo cho các thành viên khác của SMAP về thông tin đặc biệt này. Việc Kimura kết hôn gây chấn động toàn Nhật Bản, đài truyền hình quốc gia NHK thậm chí còn coi việc này như quốc sự, cứ 15 phút lại đưa tin một lần. Việc Kimura quyết định kết hôn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp đã khiến người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, được coi là một trong 10 scandal lớn nhất của showbiz Nhật Bản, thậm chí còn suýt bị cấm lên sóng. May mắn thay, thành công của bộ phim Hero, dù không được tuyên truyền nhiều, đã khiến anh vãn hồi được sự nghiệp. Sau khi quay lại showbiz, từng có phóng viên hỏi Kimura, vì sao lại tuyên bố kết hôn, anh đã hỏi ngược lại, vì sao lại phải lừa dối đây? Mỹ nam này tin rằng, là một idol thì phải có trách nhiệm với những người yêu thích mình, chân thành đối mặt với công chúng. Cho dù có thể bị mất đi fan, bị mọi người ghét, cũng phải gánh vác trách nhiệm của một thần tượng. Chuyện Kimura trở thành chồng người ta đã không thể phản hồi, công chúng quay sang chỉ trích Shizuka, mắng cô là kẻ tâm cơ, ép cưới, thậm chí còn nghi ngờ đứa bé trong bụng cô không phải của Kimura. Shizuka trở thành kẻ thù của phái đẹp trên toàn Nhật Bản, thậm chí là toàn châu Á. Cô chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng, sau nữ bị ghét nhất Nhật Bản trong suốt mười mấy năm liên tiếp. Lúc mới bắt đầu cuộc sống tân hôn, Shizuka nhận được hàng chục nghìn lá thư đe dọa với nội dung ghét bỏ, thù hằn với đứa con trong bụng cô.
Không chỉ thế, họ còn gửi cho cô những con búp bê dính máu, gãy tay gãy chân qua bưu điện, tạt sơn đỏ lên tường và dùng đủ mọi biện pháp đe dọa khác. Điều này khiến cho Shizuka, lúc này đang mang thai, vô cùng sợ hãi phải nằm viện để tĩnh dưỡng sức khỏe. Vợ chồng cô không chỉ cẩn thận mọi bề mà Shizuka cũng quyết định rời khỏi showbiz, trở thành một bà chủ gia đình. Dù vậy, những thông tin thất thiệt tiêu cực vẫn luôn bủa vây quanh cô. Thậm chí bất cứ thông tin gì không hay liên quan đến Kimura, công chúng đều quy chụp lỗi là do cô. Năm 2016, khi nhóm nhạc Smart tan rã sau 25 năm hoạt động, Shizuka bị chỉ trích là kẻ châm ngòi ly gián khiến Kimura rời bỏ nhóm. Cô bị chỉ trích vì những hình ảnh về con cái đăng trên mạng xã hội, cho thấy áp lực khủng khiếp từ dư luận đè nặng lên hai vợ chồng. Không chỉ thế, Shizuka còn bị chỉ trích vì nhan sắc tàn phai. Vốn thích lướt sóng lại không dùng kem chống nắng vì bảo vệ biển, làn da của cô bị lão hóa rất nhanh, nước da trắng mịn ngày nào cũng chuyển thành màu rám nắng. Hơn nữa, nữ ca sĩ từng bị gãy sống mũi, gãy sàn vì một tai nạn khi lướt sóng khiến nhan sắc tàn phai khi mới ngoài 40 tuổi. Không còn là nữ thần như ngày nào, Shizuka bỗng trở thành ác nữ trong lòng đông đảo công chúng xứ sở hoa anh đào. 20 năm gắn bó và cái kết đẹp như mơ của cặp đôi chị em. Suốt bao nhiêu năm qua, anti-fan vẫn chờ mong ngày cặp đôi Kimura Shizuka ly hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chứng minh tình yêu của họ hoàn toàn bất diệt, vẫn nắm chặt tay nhau, cùng vượt qua bão tố, có hai cô con gái xinh đẹp, nối nghiệp cha mẹ bước chân vào showbiz. Mặc dù không hề nhắc tới bà xã trong những sự kiện công khai, không đăng bất cứ tấm ảnh chụp chung nào, nhưng Kimura vẫn dành tình yêu chân thành nhất cho bà xã. Sau khi kết hôn, anh tham gia rất nhiều bộ phim có thành tích khủng, hợp tác với nhiều mỹ nhân nhưng chưa bao giờ dính scandal tình cảm nào. Còn Shizuka, sau khi rời khỏi showbiz, cô dành nhiều thời gian cho gia đình. Người đẹp cũng đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực hội họa, thiết kế trang sức. Hiện tại, nữ diva đã 50 tuổi, gương mặt đã xuất hiện vết nhăn, nhưng cô lại có được cái kết đẹp hơn bất cứ cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào với cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn bên ông xã và hai cô con gái xinh đẹp, tài năng. Hơn 20 năm bên nhau, Shizuka và Kimura vẫn hạnh phúc như ngày đầu mới yêu. Cả hai bên nhau không phải chứng minh cho cả thế giới thấy rằng những sự ghét bỏ, lời đồn đại là sai, mà để hiểu rằng cuộc đời họ đã chọn đúng người.